chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cây mai trắng tuyệt đỉnh. Cây này rất nhiều nụ và thời gian Tết thì sẽ nở rực. Đây chỉ là một cành nhỏ. Đây dọc thân cây toàn là nụ hết. Hết cả. Đây. Đây tôi sẽ quay cận cảnh hoa mai. Đây, cận cảnh hoa mai. Đây là những cành trắng nhỏ. Thân cây rất là cổ kính, diêu phong. Đây, bạn có thể nhìn thấy những cái cành mai nhỏ là toàn là nụ hết. Rực toàn là nụ, tầm khoảng 3-4 hôm nữa thì sẽ nở trắng xóa. Đây là hoa mai trắng. Đây các bạn có thể thấy toàn nụ là nụ. Tôi sẽ xoay quay toàn cảnh đang. Đây là toàn cảnh cây hoa mai trắng. Hoa, nụ hoa từ dưới gốc lên đến thân này. Rất nhiều nụ. Hoa này khi mà cho vào để ngoài trời thì nó sẽ có màu phớt hồng. Nhưng mà khi cho vào trong nhà tầm 2 hôm sẽ trắng. Chúng ta chuẩn bị nở. Rất nhiều nụ. Cây mai này có tuổi đời khoảng 40 năm. Cây mai này có thể hợp cả khí hậu nóng và lạnh. Nhưng với ở khí hậu lạnh thì nó sẽ phát triển tốt hơn. Và hoa ra đều hơn, đúng mùa hơn. Rất đẹp. Xin mời các bạn chiêm ngưỡng cây mai cổ siêu phong. Đây. Hoa mai toàn nụ là nụ. Siêu phong không có cây nào sánh bằng. Cây này có thể để trong nhà chơi được cả tháng trời. Sau khi mà bắt đầu lọc chồi non ra thì mới đưa ra ngoài. Khi mà hết Tết. Quá đẹp. Cái này khi còn để bên ngoài thì màu nụ nó sẽ đỏ như thế này. Nhưng mà vào trong nhà 1-2 hôm thì nó sẽ trắng.
tay nó từng cành một. Ai có thể thấy thân cây diêu phong. Ôi, xin chào tất cả các bạn nha.